Sắp hết tháng 9 rồi. Bây giờ mình cùng điểm lại những cái xe đang có đã bán và đang có sẵn ở Harley Davidson of Sài Gòn nha. 48 đã bán, 48 đã bán, 48 đã bán. Lowrider S giá 659 triệu. Lowrider S màu đen Spotlight. Cả ba mẫu xe này đều đang có sẵn tại Harley Davidson of Sài Gòn nha. Anh chị nào quan tâm thì cứ ghé qua bên em. Lowrider ST đã bán luôn. Đây là cái xe đặc biệt mà hôm giờ anh em đăng nè. Xe mới 100% đã bấm biển. Giá là 1 tỷ 169 triệu. Xe mới 100% chưa lăn bánh nha. Streetlight Gunship Ray đang có sẵn. Streetlight trắng đang có sẵn. Road King đen đang có sẵn, Road Light đen đang có sẵn và Road Light Gunship Ray, Road Light xám đang có sẵn. Bên này là Softail Standard. Softail Standard này là một dòng xe mang đậm tính truyền thống của Harley và giá rất là dễ chơi nha, 627 triệu, chưa có ra biển. Chiếc này lăn bánh ra tên luôn thì nó dao động khoảng 600, 650, 650. Đó, thì cái dòng Softail này tiếng rất là thích, Softail Standard này, bởi vì nó đơn giản, nó không có quá cầu kỳ, và đặc biệt là lên được bộ mâm vành đúc chứ không phải là mâm chứ không phải là bánh căm giống như là đời cũ. Spotlight đen. Đó, một mẫu xe có thể nói là đa dụng và dễ chịu nhất của Harley Davidson. Dòng Softail, động cơ là 1745. Giá bán từ 739 triệu. Mâm được cắt phay CNC rất là đẹp. Đầu đèn và cặp thùng có thể tháo ra để biến hình thành một cái phiên bản đơn giản, tối giản hơn. Breakout đen đã bán. Ultra xanh đen đã bán. Nhưng mà xe sẽ về trong đợt tiếp theo. Giá bán của màu xanh đen này là 1 tỷ 301 triệu. Nyster, mẫu xe mới ra mắt của Harley Davidson, dành cho những anh chị nào đầu tiên thích gọn nhẹ, đi trong phố dễ dàng, và cũng dành cho những khách hàng entry level mới tiếp cận với lại Harley Davidson. Và đây là một cái phiên bản cực kỳ đặc biệt mới vừa ra mắt ngày hôm qua, Harley Davidson Road Life Special phiên bản Apex, màu sơn Apex. Đây là phiên bản cao cấp nhất và số lượng giới hạn tại Việt Nam. Đây, mọi người cùng coi cái tem, cái sự độc đáo của cái sơn Apex này từ đầu, từ cuối cho tới đầu nha. Đó, những cái logo Harley mà được vẽ nhỏ nhỏ ở trên, ở trong cái phần chính giữa này nó rất là cầu kỳ. Giá bán của mẫu Apex này là 1 tỷ 219 triệu. Rồi, đây chắc có lẽ là cái phần mà mọi người mong chờ nhất. Đó chính là xe Harley Davidson đã qua sử dụng. Thì hiện tại tại Harley Davidson of Sài Gòn có rất là nhiều mẫu xe Harley đã qua sử dụng. Đầu tiên là Fatboy 2020 màu Barracuda Silver, giá bán là 699 triệu. Xe đã được trang bị cản chống đổ, lọc gió, nắp xăng, tựa lưng, bô móc, biển số Sài Gòn. Đây, 23633. Giá bán là 699 triệu. Xe này ô tô được khoảng 89.000 cây, 9.660 cây. Kế bên cũng là Fatboy đời 2022 màu đen bóng. Xe này là như xe mới. Ô tô là 76 cây số, đã được trang bị cản chống đổ, biển số nước ngoài, cho nên là khi mà anh chị nào mua xe này thì sẽ được bấm lại biển số mới. Mình mua xe cũ tình trạng như xe mới và được bấm lại biển số, thuế 1%. Giá bán của chiếc xe này là 800 triệu. Kế bên là Lowrider đời 2020 màu đỏ. Xe này thì được trang bị rất là nhiều đồ chơi, ví dụ như là đèn tun nè, cản chống đổ nè, nắp xăng có khóa nè, ba ga, tựa lưng, yên đã được bọc lại, bô móc và cái biển số rất là đẹp, 25929. Đó, ô tô của xe này thì khoảng vài ngàn, 5.000. Đó, xe như mới. Cái xe này thì
Tiến cũng chia sẻ là nó có bị té ở phần bên phải nhưng mà nó không ảnh hưởng gì lên đến hệ thống động cơ và bình xăng. Nó chỉ chầy nhẹ ở những cái phần mà mình có thể xử lý được thôi. Thì anh chị nào mua xe thì bên Tiến sẽ xử lý lại cho anh chị ha. Đó, nó cong cái chống đổ, nó hơi vên cái chống đổ, với lại nó chạy ở trên cái phần này. Thì những cái này mình có thể xử lý lại được, rất là dễ chịu, không có cái vấn đề gì hết. Giá bán của chiếc xe này là 650 triệu. Kế bên là Breakout 2020 màu Barracuda Silver luôn. Thì chiếc xe này đang được bán với giá là 729 triệu. Xe đã được gắn thêm cặp gương, xe zin từ đầu tới đuôi. Đó, xe zin từ đầu tới đuôi, không có một cái tì vết gì hết. Xe rất là mới, biển là 28563. Ồ, biển xe cũ gần đây rất là đẹp ha, không có bị biển xấu. Odo là 2575 cây. Và giá bán là 729 triệu cho Breakout màu Barracuda Silver. Kế bên là Fastbob, biển số là 59321806, màu đỏ nhám. Fastbob màu đỏ nhám này là phiên bản đời 2019. Xe Odo cũng được gần 10.000 cây. Gần 10.000 cây, 10.078 cây. Xe cũng được trang bị cản chống đổ, đèn trở sáng và cặp bô Two Brother. Capo Two Brother giá cũng khá mắc. Thì giá bán của chiếc xe này là 589 triệu. Anh chị nào quan tâm thì cứ ghé hoặc lên Đơn Vị Sài Gòn để xem xe ha. Ở phía dưới này thì có một vài mẫu xe cũ nữa. Đây là Roadster, chiếc xe này cũng đã được Tiến quay và giới thiệu rất là nhiều. 459 triệu. Roadster, trang bị đồ chơi rất là nhiều. Roadster đời 2019-2020. Kế bên là Lowrider, giá 525 triệu, màu đỏ đen. Đó, cái xe này cái tình trạng nó rất là mới nha. Cái xe này tình trạng nó mới giống như là cái xe Fastboy chạy 79 cây số vậy đó. Thì anh chị nào yêu thích dòng cổ điển thì có thể ghé qua xem thử cái xe này. Cả hai xe đều là biển thành phố, sang tên 100% thuế. Và cái dãy bên này là những cái xe đã bán và chuẩn bị bàn giao tới khách hàng. Fastboy Rip Blue, Fastboy xanh nhám, 48 Roadline. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có quan tâm mẫu xe nào thì cứ liên hệ với Tiến qua số điện thoại là 0907 939 338, hoặc là ghé đến showroom Mạc Lê Đức Sơn, Nắp Sài Gòn, số 800 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể hơn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo.